Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ai à? Oh my god! Ai à? Oh shit, baby! Anh mình đánh kìa. Tuna anh mình cái nó hỏi. Nó hỏi anh Tuna chung ơi. Ai à? Anh mình bắn về nhà. Khi tôi đánh Zinix. Khi tôi đánh Zinix, họ nói tôi tun. Tôi chỉ cười. Tết rộn ràng, hổ vàng phát lộc. Cơ hội quay số trúng thưởng với 90 xe Yamaha, 90 chỉ vàng SJC và 1.000 thẻ cào điện thoại. Lì xì 2 triệu đồng khi mua Grande và Genus, 7 triệu đồng khi mua Frigo S và 5 triệu đồng khi mua Frigo. Tắc Duy nghĩ sao về cái tốc biến à? Rồi. Không bán nha mọi người ơi, từ trước giờ đến bây giờ Duy bao giờ Duy bán tốc biến. Trung ơi mày bật cái mic lên đi mà Trung ơi. Chơi game không mic à? Có mic anh ơi. Cái mic lên anh em nói chuyện tí em nói im đấy nhở. Từ trước AD vào anh. Từ trước AD rồi. Ok gì? Bây giờ cầm thực sự đúng lợi luôn á. Khỏe thật, công nhận đấy. Bây giờ mình thấy cái hưu nó ngu. Bây giờ anh Duy mình thấy cái hưu nó quá ngu luôn đấy. Nhìn như ngồi trong nhà vệ sinh nhá. Của tao à? Nhà vệ sinh mày. Nhà phòng phim người ta cơm nhà vệ sinh. Mày cay nhỉ. Em biết cái quy rồi, anh đừng để nó quy rồi anh. Đánh anh Duy. Ok chứ anh Duy? Ok chưa? Ok chưa? Alo! Alo, thằng chó ở đây. Trông giống ngồi nét cỏ. Đấy thế nhỉ? Không biết ở đâu nha, không đủ đam bớt đâu. Chơi em đi. Chơi được nha, còn kiến thức nhé. Ok anh ơi. Này em lấy lọc quy với em này, lọc quy với em này, lọc quy với em này. Lấy lọc quy với em này. Chạy đi anh ơi. Chạy đi anh, chạy đi anh, chạy đi anh mình ơi. Đánh nghe, đánh nghe, đánh nghe, đánh nghe, đánh nghe. I got you homie. Này quá anh Duy ơi. Hey hey, hai cây, cả team. Hack cái gì? Hack cái gì? Hack cái gì? No 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 no. No no. And no baby. Go! Ôi 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 ôi. Mày cứ như con rồ ấy chứ còn từ từ thôi. Ê ê ê ê ê ê ê. Ê. Thằng đầu hồng này ngu lắm mày. Go! Từ từ vội thế nhỉ? Cái thằng đầu hồng cái gì chả chui vào. Lốt ba này em bình ở lốt ba này. Anh Duy lại, anh Duy anh thật đồ hôm, thật đồ hôm, anh đồ hôm. Bình thế nhỉ? Ok chứ anh Duy? Anh Duy ơi! Ok đấy, ok đấy. Chính ra thằng Amu này nhìn nó đầu như đầu khóc. Bắn đi này. Sao cái ulti của anh xuyên người con Amu nhỉ? Thằng đầu cước này điêu thế. Anh bắn anh gì bén được Hikari để cho lan ra mà đấy. Sao lại lọt khe được quả đấy cơ? Kiểu gì? Anh gì bén đập bẹt mà, anh gì dí thằng Hikari để cho lan thằng Amu mà sao lại xuyên được?
Ok, từ từ anh bắn nút đó. Ok, thằng đầu hồng ngu thật. Hay quá. Thằng lầu hồng chứ. Ê, lụm nha Trung ơi. I'm joking. Stop. Die. Anh Duy có thể bắn cái rồi mà nhắm nhắm một chút được không? Không cần phải nhanh đâu. Không hiểu sao á, không hiểu sao nó cứ trượt ấy, bịp thật. Duy lách, em Duy lách mà các bạn ngợp luôn mà. À Duy ăn ăn ốc mà anh em. Nhìn thèm ốc, hai vợ chồng gọi trứng cút lộn. Ok đi anh. Hay quá, rồi được rồi. Này em vứt bờ vậy đây. Anh quá. Đứng xa đã. Đứng xa thì lỡ anh hết tầm rồi. Đứng xa được mà, phát đi đứng xa được mà, đứng luôn mà. Xa kiểu gì cũng không bao giờ nói. Có lẽ anh mắc binh luôn rồi đấy. Hay quá đầu hồng ơi. Đầu hồng cứ buồn cười của dí đầu hồng ấy. Dễ thương đấy. Dễ thương thế. Có thể một thằng qua bên tao được không? Một thằng thôi. Bê cơ đi ngợp rồi Trung ơi. Nó xin đổi người rồi Trung ơi. Trung ra bên đấy đi cho cân. Không, bây giờ chẳng có ai sang mà đến một cân rồi đấy mình dựa. Ê chết rồi. Gì đấy hả Trung? Cái gì đấy? Chú em gái, tanh chú em gái. Tanh không kịp nữa rồi. Muộn quá rồi. Anh muốn làm nó chỉ một hit nó choáng em và nó giật mình. Đánh thì cũng mở xuống lấy đấy. Mày à, mày không phải đánh nó mày không xuống lấy đâu con ạ. Ăn chia là luôn chịu à. Ăn vẫn chia xuống lấy. Anh lấy thẻ thằng mày cho em. Em. Cái gì đấy? Ai à? Oh my god! Ai à? Oh shit, baby! Anh mình đánh kìa. Tuna kìa, nó hỏi anh Tuna Trung ơi. Ai à? Anh mình bắn về nhà. Khi tôi đánh Zinix, họ nói tôi tun, tôi chỉ cười. Nó thách đấu. Cao thủ Z-Bot. Rồi. Zcom, TV. Khi họ đấy. Khi tôi đánh Zinix. May mắn đấy. Khi tôi đánh Zinix. Họ nói tôi tun, tôi chỉ cười thế thôi. Giờ này chắc không lên clip đâu nhỉ? Không có cái gì đâu mà để clip đâu chứ. Có gì clip đâu. Mấy cái này nó đơn giản mà. Anh làm hoài chứ. Ghê. Gì còn TV còn gì nữa. Anh kia cứu em à. Cứu em bắn đi. Em đưa hết rồi. Kết đây. Follow đi. Zcom TV đánh ghê lắm. Nghe nói 2016 thi đấu chuyên nghiệp đấy. Ui dồi. Ghê chưa. Gì đấy? Ui bắn ghê đấy anh gì. Ui trận này may mắn thế. Khi họ bảo tôi pick Zinix và họ nói tôi tun, tôi chẳng nói gì cả. Tôi chỉ im lặng và thể hiện thôi. Bắn hết anh chứ.
mình đánh chiến thế nhở? Thằng anh mình bắn tun đi. Đây mới đúng là anh mình chứ. Đây mới đúng là anh mình chứ. Ui cái này ui dồi ui dồi lách lách ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi biết thôi anh chưa, chứ đừng có lắc quá dạo vổ đấy, có kinh quá không nhỉ, đêm hơi may mắn hơi nhiều đấy. Trời ơi, ơi người ta live stream một ngày, người ta anh Duy ơi, cái pha ulti về nhà 100% may mắn anh Duy à. Người ta live stream một ngày chắc là được một clip, mình live stream một buổi 8 clip kinh thật. Nhanh thế nhở? Quay lại à? Lại là quay lại à? Lại là quay lại à? Thôi anh đi à? Bruh. Chơi thử thì bố trí chơi một mình. Chơi đi chung ơi. Vega này, Vega tình hành này. Mình đi đâu thế bố ơi? Nên núi hay đi nên rừng? Ủa anh Duy đắp ghê thật luôn, anh Duy anh đánh ghê thật luôn đấy. Sao 26 tuổi mà sao chỉnh cũng mượt mượt thế nhở? Mình đi đâu thế bố ơi? Đi ngủ nhỉ. Chờ đón năm mới, tới shop duycom.com săn sale nào. Giảm giá toàn bộ ác cực sốc với phần thưởng lên đến 1 triệu đồng. Quay thưởng vật phẩm RP siêu ưu đãi khi đăng nhập shop. Truy cập ngay shop duycom.com từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 để không bỏ lỡ những phần thưởng hấp dẫn nha.